Thực sự là đối với người dân ở đó này thì nó đâu thì nó tổ chức lực lượng. Vì chúng tôi kiểu 6-7 đối tượng chấn thương ra, chấn đức, chấn mạnh, chấn tài, vừa rồi là cao chấn thắng, thì sâm, sau đó có thêm một đức nữa. Thì đó là những cái mà chúng tôi cũng tổ chức mừng hoàn mạnh nhất. Nhưng mà với tôi thì nuôi một cầu thủ được ra sân từ đâu, không phải là thiếu người. Cho nên là tôi quyết tâm. Thực sự thì đối tôi hay là cầu thủ hay bất cứ trận đấu nào luôn luôn phải có khát khao chiến thắng. Thực sự thế thì trong trận đấu 90 phút nó có nhiều cái nguyên nhân. Ví dụ như thời điểm đội nào tận dụng cơ hội, đội nào bảo vệ thì không có môn của mình thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Và hai đội đều quyết tâm, tôi nghĩ đó là một trận đấu tuyệt vời để cống hiến cho khán giả. Mỗi người đều có những cách nghĩ khác nhau. Cái thứ ông lo sợ là điều gì? Tôi nghĩ là đối với tôi thì làm một người mà cứ lo sợ thì tôi chả lo sợ điều gì cả. Mà tôi lo sợ là tôi phải nói cầu thủ cái gì. Thế còn cái cảm giác một huấn luyện viên hoặc một cầu thủ mà ra sân là lo sợ thì tôi không có. Nhưng tất nhiên thì như tôi nói là nhà thì cái tỷ lệ thì trong bóng đá thì đối với cầu thủ thì tôi cũng, tại vì chúng tôi đã sân khách và đối thủ mạnh thì tôi phải xác định là trước tiên là một trận đấu hòa trở lên. Còn quyết tâm khả thắng thì hòa có nghĩa là tôi cứ được bàn thắng. Sự là một điều rất hạnh phúc khi được thi đấu trên sân khách Hà Nội giống Sài Gòn, nó luôn có một lượng khán giả rất là đông, đó là những người sự nể tình yêu quê hương và những người ở đi làm ăn xa, họ luôn còn khát khao và đó là một sông Lam nghe ăn, đó là một niềm tự hào. Thì tôi mong rằng là khán giả được thật sông đông để có là một cái tinh thần khích lệ toàn bộ cầu thủ của tôi để cảm giác được ra sân được cống hiến. Thực sự thì giống như là tôi nói, cầu thủ Hà Nội đối thủ mạnh, và nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như tuyển thủ U23 thì đó là cái điều mà tôi nói bất kỳ huấn luyện viên nào cũng muốn làm đội bóng đấy. Đó là cái điều chúng tôi cũng phải công tâm nói cầu thủ, đó là cái động lực để chúng mình chiến đấu và thi đấu. Thì giống như đấy, cái thời điểm này toàn đội các bạn thấy đấy, tôi rất là hưng phấn và rất cảm thấy rất khát khao. Và tôi cũng nói với cầu thủ, mỗi cầu thủ bất cứ ai cũng thấy cảm thấy mình được muốn ra sân bắt đầu, mặc dù là những cái trận đấu đấy, đặc biệt là những trận đấu với Hà Nội.